Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ quay cho quý vị và các bạn một tòa nhà xây dựng từ năm 2019, trải qua 3 năm. Dù đã xây dựng xong từ lâu rồi nhưng mà vẫn chưa đi vào hoạt động do xây dựng trái phép một số hạng mục. Ở Thái Nguyên vừa qua thì xảy ra một số vấn đề, một số công trình xây dựng trái phép nhưng bị phạt, rồi sau đó lại được hợp pháp hóa cho 3 tòa nhà xây trái phép. Điển hình là tòa nhà Bomi Hoa trên đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, xây dựng sai so với giấy cấp phép ban đầu nhưng gần đây đã được hợp pháp hóa. Theo giấy phép xây dựng ban đầu số 02-201 ngày 20 tháng 1 năm 2017 do Sở Xây dựng Thái Nguyên cấp cho công trình tòa nhà Bomi Hoa có quy mô 24 tầng, 21 tầng lỗi, 1 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng mái. Diện tích xây dựng 1.035m tại thửa số 486 tờ bản đồ số 24 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đơn vị chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân Trung tâm Dịch vụ Thương nghiệp và Xây lắp, gọi tắt là Bomi Hoa, do ông Đặng Lê Hoa làm giám đốc với mục đích làm khách sạn và nhà ở. Đến tháng 6 năm 2019, đơn vị đã tự ý xây thêm 3 tòa nhà khác có tên gọi là Bomi Hoa 1, Bomi Hoa 2 và Bomi Hoa 3, gắn liền với công trình được cấp phép và tự ý thay đổi công năng của công trình từ khách sạn, nhà hàng, nhà ở sang làm bệnh viện. Tháng 7 năm 2019, chỉ đến khi báo chí phản ánh những công trình sai phép nói trên mới bị các cơ quan chức năng của phường Phan Đình Phùng và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm tra, lập biên bản xử phạt 40 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Bomi Hoa dừng việc xây dựng trái phép và chấp hành các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Bomi Hoa vẫn tiếp tục thi công cho đến nay đã hoàn thành toàn bộ cả công trình được cấp phép ban đầu và những tòa liền kề đã bị báo chí phản ánh sai phép, phá vỡ quy hoạch của thành phố ở khu vực này. Trao đổi vấn đề này với báo Nông nghiệp.vn, một số lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết công trình Bomi Hoa đã được Sở Xây dựng cấp phép và bổ sung hoàn thiện. Còn việc doanh nghiệp làm bệnh viện như thế nào, có đảm bảo tiêu chuẩn môi trường hay không thì phải do các cơ quan chuyên môn khác cấp. Như vậy là tiếp tục có một công trình sai phạm được Sở Xây dựng Thái Nguyên hợp pháp hóa về giấy phép. Đó là một số thông tin mình tìm hiểu được về công trình tòa nhà Bomi Hoa, một trong những tòa nhà thuộc top tòa nhà cao được xây dựng từ những năm 2019 của Thái Nguyên. Đây là một số hình ảnh từ góc nhìn trên cao Flycam. Mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn tòa nhà.